Mến chào quý khán thính giả thân thương trong bản tin Hoa Kỳ ngày 26 tháng 6 năm 2023 do Emily và Cộng sự thực hiện. Kính chúc cho quý vị có thật nhiều niềm vui, luôn bình an và hạnh phúc. Cũng như thường lệ để mở đầu chương trình, xin quý vị thương nhấn cho Emily một nút like và đăng ký ở góc bên phải để đội ngũ Emily có động lực cập nhật những chương trình hay nhất cho quý vị theo dõi hàng ngày. Xin được cảm ơn quý khán thính giả thật nhiều. Trở lại với bản tin ngày hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị bài bình luận với tựa đề sau đây. Giữa phong ba bão táp ập về, triệu triệu dân Mỹ nối lại vòng tay ôm trọn Donald Trump và cùng xếp thành lá trắng giúp Donald Trump tiến lên và mạnh mẽ hơn tất cả. Quý vị khán giả đồng hương thân mến, cho đến thời điểm hiện tại thì chúng ta đã không còn nghi ngờ gì nữa về tài năng lãnh đạo của ông Donald Trump nữa rồi. Ông ấy là một nhà lãnh đạo lịch sử thế kỷ vì nhiều lý do ông là tổng thống phò sự sống nhất trong lịch sử ông đã được báo trước về khả năng vô song của mình để duy trì hòa bình trong và ngoài nước ông ấy hiểu kinh doanh và đàm phán thực hiện các giảm thuế và quy định khổng lồ ông cam kết bảo vệ biên giới phía nam bằng cách định hình lại các giao thức nhập cư và thúc đẩy mạnh mẽ việc khởi động xây dựng bức tường biên giới phía nam mỗi bước đi ông tổng thống đều vấp phải sự phản kháng của cả đảng dân chủ và đảng cộng hòa những người đã cố gắng cản trở tầm nhìn của ông là làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Cho dù đó là tiếng kêu gào về sự thông đồng của Nga hay là hai phiên tòa luận tội giống như rạp xiếc, University of DC và các nhánh không bị kiềm chế của các phương tiện truyền thông chính thống đã làm việc chăm chỉ chỉ để bôi nhỏ, bôi nhỏ và làm mất uy tín công việc của Donald Trump. Thưa quý vị, giờ đây, đầm lầy Washington đã rút lui, tổ chức lại và tập hợp lại, cho quyền lực của mình cho các đoàn bẫy của cơ quan tư pháp ở Mỹ, sử dụng hệ thống tư pháp để tấn công Trump thông qua cả các cuộc điều tra hình sự và liên bang. Tổng thống Trump đã bị buộc tội với 34 trọng tội vượt trội liên quan đến các buộc làm sai lệch hồ sơ kinh doanh trong một vụ án hình sự ở Manhattan, và ông đã bị buộc tội vào tuần trước với 37 tội danh khác trong một vụ án liên bang do cố vấn đặc biệt Judge Smith đứng đầu. Thật là đáng kinh ngạc thưa quý vị, một cuộc điều tra thứ ba ở Boston County, Georgia đang điều tra một cuộc điện thoại mà Trump thực hiện vào năm 2020, cũng có khả năng sẵn sàng đưa ra các cáo buộc chống lại tổng thống trước năm 2024. Các tội danh bị cáo buộc đã dán vào Trump có hiệu lực hồi tố một cách bất thường. Chỉ phát sinh một cách thuận tiện khi ông ấy đã tăng vọt về mặt thiên văn trong GOP và cuộc tổng tuyển cử trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Có vẻ như là không có gì mà Deep State sẽ không làm để giữ Tổng thống Trump tại vị. Donald Trump khả năng sẽ bị ám sát. Thưa quý vị, Trung tướng Michel Flynn gần đây đã mô tả các cuộc tấn công pháp lý và chính trị nhằm vào Tổng thống Donald Trump là một kiểu ám sát tự thuật. Bằng cách tự thuật, ông ấy giải thích rằng, Tôi đã chứng kiến điều đó xảy ra ở Trung Quốc và Nam Mỹ trong những ngày tôi còn ở quân ngũ, nơi mà ứng cử viên đối lập sẽ bị bắn, phải không? hoặc là sẽ bị đâm vào tim. Những gì họ đang làm với Donald Trump là họ đang cố ám sát Donald Trump bằng câu chuyện được chứ. Giống như là Tổng thống John F. Kennedy, Tổng thống Donald Trump đe dọa sự tồn tại và quyền lực của các cộng đồng tình báo Deep State và mạng lưới các giao dịch bẩn thiểu trong nước và quốc tế của mình. Trong khi Hunter Biden được miễn tội ngay cả khi đối mặt với hàng loạt các bằng chứng về tội phạm bị cáo buộc trên chiếc máy tính sách tay từ địa ngục khét tiếng của mình, thì tổng thống donald trump bị truy tố hàng chục các buộc trái và phải liên quan đến tranh luận về thủ tục giấy tờ đạo đức giả và sự trùng lập đáng kinh ngạc của hệ thống tư pháp hai tầng không chỉ gây khó chịu mà còn là thứ bậc cái gọi là giới tinh hoa của washington là bất khả xâm phạm được bảo vệ từ mọi phía bởi một hệ thống thối nát sẽ nhắm mắt làm ngơ trước những bằng chứng rõ ràng về những hành vi sai trái của những người thuộc giới nội bộ của câu lạc bộ chính trị quý tộc, những người chống lại hệ thống và chống lại hiện trạng đều bị tẩy chay, bị quý ám và bị tiêu diệt một cách ngắn gọn. Một sự từ chối của các chính trị gia thời bút Thưa quý vị, đã qua rồi các thời mà những người theo đảng Cộng hòa và những người độc lập nghiêng về đảng Cộng hòa tin rằng, các ứng cử viên GOP tầm thường luôn quan tâm đến lợi ích tốt nhất của họ. Sau nhiều năm chạy đua với các ứng cử viên nhạt nhẽo như là thượng nghị sĩ Miss Romney và cố thượng nghị sĩ John McCain cho chức tổng thống, người dân Mỹ đã vô cùng sửng sốt với chiến dịch tranh cử đầy màu sắc và sai lầm về mặt chính trị của tổng thống Donald Trump năm 2016. Tổng thống Trump đã mang đến một sân khấu chân thực mới mẻ, lên án chu kỳ của các cuộc chiến tranh nước ngoài đẫm máu và bất tận. Đồng thời chỉ trích các đối thủ của ông về sự phụ thuộc của họ vào các nhà tài trợ lớn và các nhà vận động hành lang của công ty. Một sự thật đã trở nên rõ ràng với chiến thắng của ông cách đây 7 năm. Cử tri bất ngờ được biết một ứng cử viên Đảng Cộng hòa sẽ trông như thế nào nếu họ tranh cử độc lập với cơ sở. Điều này đã tạo ra sự phản đối mạnh mẽ đối với kiểu chính trị gia lâu đời của Đảng Cộng hòa như là tổng thống George W. Bush. Trong sự từ chối này, phong trào MAGA đã ra đời, thúc đẩy một cuộc cách mạng thúc đẩy quay trở lại chính trị trường học cũ, nơi các nhà lãnh đạo có thể được lựa chọn dựa trên thành tích thành công cá nhân của mình, thay vì số lượng các nhà tài trợ tỷ phú đang lấp đầy túi của họ bằng các điều kiện tài chính. Hành trình sóng gió phía trước Quý vị thân mến, chưa bao giờ chiến dịch năm 2024 lại gặp nhiều trở ngại gian khổ đến như vậy. Khi mà Tổng thống Donald Trump bị tấn công bởi các vụ kiện từ mọi phía, ông ấy cũng phải đối phó với âm thanh tiêu cực trong các phương tiện truyền thông chính thống. Phong cách tranh cử của ông nổi tiếng là cứng rắn. Trong lịch sử, ông ấy đã thực hiện một cách tiếp cận không giới hạn để chế nhạo các đối thủ của mình, cho dù đó là Jeff Bush năng lượng thấp vào năm 2016, cho đến các cuộc tấn công không khoan nhượng của ông ấy vào các đối thủ chính trị của mình là thống đốc Ron DeSantis, người mà ông ấy đã chế nhạo Ron DeSantis Timonius. Tổng thống Trump giải thích trong tuần này trong một video mới rằng đôi khi cần phải nói xấu người khác mà không vì lý do gì khác ngoài chính trị lại nói xấu bạn. Bạn phải đặt họ vào một quan điểm thích hợp. Những người xấu này, bạn phải đặt chúng vào vị trí của chúng. Những người như thế này rất phá hoại và bạn phải nói cho cử tri biết tất cả những gì về nó. Nếu không thì tại sao họ có thể hiểu được? Trong tuyên bố này thì ông Trump đang nói rõ quan điểm của mình. Nếu không có sự táo bạo và cứng rắn, người dân Mỹ không thể biết được sự thật về những kẻ thù mà ông đang phải đối mặt cả bên ngoài lẫn bên trong. Gần đây thì ông ấy đã giải thích trong một cuộc phỏng vấn của Fox News rằng, tôi muốn ít hiếu chiến hơn, nhưng tôi thấy báo chí cực kỳ không trung thực, và nếu tôi không hiếu chiến, tôi sẽ không hiểu được ý mình. Nếu tôi không hiếu chiến, tôi không nghĩ bạn có thể thắng. Tổng thống Donald Trump đã cung cấp một kế hoạch chi tiết để thành công cho các ứng cử viên nước Mỹ trên hết trong tương lai khi tranh cử. Ông ấy đã đảo ngược ý tưởng của đảng Cộng hòa về sự nghiêm túc, đúng mực và tự thế. Đã có lúc dành cho sự tử thế và đó không phải là thời điểm gây gắt của cuộc chiến dành tự do cho người Mỹ. Tổng thống Trump hiểu rằng để suốt cạn đầm lầy, chính trị hời hợt phải được để lại trên bàn. Đã đến lúc hành động và chiến thắng, ông tuyên bố trong quá khứ số cụ. Mối đe dọa tồi tệ nhất đối với nền văn minh phương Tây ngày nay là chính chúng ta và một số người khủng khiếp ghét Hoa Kỳ đại diện cho chúng ta. Trung ủy thông đốc đảng Cộng hòa Mark Robinson giải thích gần đây, quả thực nước Mỹ cần một chiến binh. Quốc gia này cần một chiến binh một người nào đó sẵn sàng bước ra sân khấu thế giới, bước đi một cách mạnh dạn, mạnh mẽ, vậy là cờ Mỹ và nói, người Mỹ đang ở đây và chúng tôi chịu trách nhiệm một lần nữa và chúng tôi sẽ dẫn dắt thế giới đến tương lai với tự do. Khi những người cho quyền lực liên kết và bị che quốc ở DC và bên ngoài làm việc không mệt mỏi để ngăn chặn chiến thắng của tổng thống Trump vào năm 2024, người dân Mỹ dường như chỉ ôm lấy tổng thống thứ 45 chặt chẽ hơn. Tôi sẽ không bao giờ đầu hàng, tôi sẽ không bao giờ nhục chí. Anh ấy nói với đám đông ở Bắc Carolina hai tuần trước, Tôi sẽ không bao giờ ngừng chiến đấu vì các bạn để bảo vệ cho các quyền tự do của nền Cộng hòa Hoa Kỳ chúng ta. Những người dân phải quyết tâm kiên cường và không đau đúng như Trump khi cả nước bước vào ngọn lửa của cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin tức hôm nay do Emily và Cộng sự thực hiện. Kính chúc cho tất cả quý khán giả có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi chương trình của Emily. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bài bình luận kế tiếp. Quý vị đừng quên bấm đăng ký và bấm biểu tượng hình chuông bên phải để nhận được những bản tin mới nhất.